Vi Lan xin kính chào quý khán thính giả. Trên bàn của Vi Lan đang có hai sản phẩm của công ty Apogee. Thứ nhất là liposome bình thường quý vị rất quen thuộc và thứ hai là liposome extra strength. Nếu cái làn da của quý vị bị hồng, bị khô, bị lão hóa, bị nhạy cảm thì thưa quý vị, liposome extra strength là sản phẩm mà quý vị cần phải có. Quý vị biết là nó có gấp 3 lần cái chất hyaluronic mà liposome bình thường có. Nhưng mà thưa quý vị, cái giá không gấp 3 lần, chỉ có 120 đồng mà thôi. Đừng quên là liposome dùng dưới make up sẽ giúp cho cái làn da của quý vị được mịn, ăn phấn và trông rất đẹp thưa quý vị. 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Ngày hôm nay đặc biệt liposome extra strength chỉ có 120 đồng. Nếu muốn tham khảo da miễn phí, có 3 cách: gọi phone, chụp hình, gửi vào email drkimberly@kimberlyskin.net hoặc mặt đối mặt qua FaceTime hay Tango, gọi ngay. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình The Dr. Kimberly Show. Một lần nữa chúng ta có Yến, 22 tuổi, từ Buena Park, California, đến với chương trình của chúng ta là chương trình chia sẻ. Chị cảm ơn Yến. Và bây giờ như đã hứa với quý khán thính giả là chị Kimberly sẽ nói về phương pháp dưỡng da và chữa trị Apogee. Một phương pháp dưỡng da rất là an toàn. Thì chúng ta biết là chúng ta có rất nhiều sự chọn lựa thưa quý vị. Nhưng mà sau một thời gian, đó là tình trạng của Yến, đã dùng nhiều thứ với cái tuổi trẻ 22, nghĩ là cũng còn đời còn dài, mà bây giờ đã đến với chị Kimberly thì chị rất là mừng, là tại vì khi mà thấy một người trẻ đến nghĩa là cái làn da chưa bị hư nhiều. Yeah. Dù làn da của em đã bị, yes, em cũng đồng ý là làn da của em không được khỏe, tàn nhang thành nám. Yeah. Thì bây giờ mình chữa bằng cách nào mà mình đã làm cho làn da của mình bị nặng hơn, thì bây giờ thì em cần phải redeem, tất nhiên là em phải ráng giúp cho làn da để giống như là lấy cơ hội để có thể nói là cải thiện cho làn da. Thì em biết là cái chuyện đẹp nó đi sau, phải không? Chứ không thể nào mà chúng ta đang có làn da không được khỏe, giống như mình bệnh, mình có bao giờ mình nói tôi không care, tôi không dưỡng bệnh hết, tôi chỉ muốn đi shopping và tôi muốn đi ăn buffet, hay là mình ở nhà mình ăn cháo rồi mình mặc ấm rồi mình ngủ sớm vậy đó. Thành ra chị nghĩ rằng cái bộ cấu tạo da mà đã trao cho em đó và hướng dẫn cho em dùng đó, thì chị biết rằng hồi nãy chúng ta nói về cái quá khứ của em thì em hơi buồn một chút. Thì bây giờ chúng ta nói về hiện tại thì lại mặt em beam sáng lên và nụ cười rất là tươi. Thì bây giờ chị cho, em cho chị biết là cái gì em thích về cái sản phẩm này. Sản phẩm này em rất là thích. Và một trong những cái mà em khá thích đó, đó là cái sữa rửa mặt, cái Gentle Soothing Cleanser. Thì cái sản phẩm này khi mà em dùng để rửa mặt thì nó rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, nó không có tạo bọt và nó làm cho cái mặt của mình rất là mát và mịn màng. Và em cảm thấy nó không có làm cho da em khô nữa. So với những cái sản phẩm trước đây em đã xài, đã dùng, thì cái sản phẩm nó khi mà em rửa xong rồi đó, mặt em nó cảm giác rất là khô, là em phải bôi liền, thoa liền một lớp kem dưỡng lên. Nhưng mà riêng với cái sữa rửa mặt này thì rất là khác. Sau khi em xài đó, em thấy nó rất là không có bị khô, nó có một cái lớp dưỡng ẩm vẫn còn vương lại trên da mặt của mình. Mà em chắc chắn là em có cái cảm giác là làn da của em nó cảm ơn em rất nhiều, phải không? Dạ. Tại vì nó happy hơn, nó vui hơn, tức như là mình cảm giác như là nó đang cười, nó đang vui, nó đang mừng. Tại vì thưa quý vị, nó chỉ nói vậy chứ nếu mình làm cái gì sai á thì làn da của mình nó sẽ đối đáp, nó sẽ phản ứng, là tất nhiên là mình sẽ thấy hậu quả. Đúng vậy, là hậu quả. Còn nếu mà mình làm cái gì đúng thì trước hết mình cũng feel, tại vì mình có cái linh tính. Phải không? Ý là mình biết là cái làn da này nó lúc mà mình thoa những cái gì trước đây mà làn da của mình gây ra cái làn da khô hay căng, hay như em nói dùng cái loại nước rửa cho da bọt mà ra bọt đó thì không đúng cho làn da này thưa quý vị. Nên quý vị nên nhớ là mình không muốn cái nám mình lan, không muốn tàn nhang mình lan, thì mình đừng chọn cái loại nước rửa foam. Đó là cái bước đầu tiên.
chẳng những cái nước rửa của mình nó là loại tốt mà nó còn không có hóa chất trong đó, và nó không phải là cái dạng nước rửa bằng phôn mới đúng cho cái làn da, cái tình trạng làn da này. Mỗi tình trạng mỗi khác thưa quý vị, đó là lý do mà Kimberly khuyến khích quý vị gọi vào để tham khảo 1-888-337-7264 ngay đây, mình phải nói với khách để cho khách muốn bắt chước để dùng sản phẩm của em, hay là khách sẽ có một bộ riêng mà thích hợp thì mình phải nói khách, mời khách gọi vào là chính xác nhất, đúng không? Thành ra chị sorry chị ngắt lời em, bây giờ em nói tiếp cái món nào nữa. Món thứ hai mà em cũng rất thích đó là cái Liposome Extra Strength, là cái loại này. Và cái này nó rất là đặc biệt, khi mà em thoa lên cái da mặt của mình á thì nó có cảm giác như là hơi rít, giống như là cái lỗ chân lông của em nó co lại. Và cái đặc biệt hơn nữa là khi mà em đánh phấn lên á, wow, rất là mịn màng, rất là ăn phấn. Khi mà bình thường nếu mà em không xài cái này thì em phải đánh phấn hơi nhiều, cái mặt mình nhìn nó hơi như là nhiều phấn, rất dày, nó không có tự nhiên. Nhưng mà với cái sản phẩm này khi em bôi lên và đánh một lớp phấn nhẹ mỏng thôi, nhìn rất là tự nhiên. Và cái này là em I love it. Cái này cũng là cái favorite của Kimberly đó thưa quý vị. Liposome Extra Strength là vì quý vị thích cái Liposome Regular Strength nhiều quá, thành ra Kimberly phải bào chế ra cái loại Extra Strength gấp 3 lần chất hyaluronic. Mà mình phải nói về khoa học một chút xíu á. Khi quý vị dùng bất cứ một sản phẩm nào, quý vị phải nhớ rằng cái người đứng đằng sau lưng cái sản phẩm đó là ai. Quý vị nên nhớ Apogee đó là Kimberly. Khi quý vị dùng sản phẩm của Kimberly thì quý vị sẽ thấy là, có thể nói thấy thì chưa nha, chút xíu nữa chúng ta sẽ nói về cái tàn nhang cái nám để coi em có thấy gì chưa. Nhưng mà chị mong rằng chúng ta để ý đến cái sự khác biệt, có thể nói là trước hết là mình feel, mình có cảm giác là cái làn da của mình khỏe lại. Nó bắt đầu nó khỏe lại, đó là cái bộ cấu tạo da thưa quý vị. Tức như là mình build lại, mình giúp cho cái làn da này dưỡng bệnh lại bằng cách là cái chất hyaluronic nó sẽ thấm vào tận trong, tận cái tế bào ở bên trong chứ không phải nằm ở bên ngoài. Mà đây có gấp 3 lần thưa quý vị, thành ra Kimberly cũng rất là thích, là vì cái tác dụng mà nó là nó ăn phấn á, đó là cái benefit thứ nhì. Còn cái benefit thứ nhất là nó hydrate làn da và nó giúp thấm tận trong như Kimberly đã nói, và nó giúp cho làn da của mình là mau chóng hồi phục. Những quý vị nào có làn da khô, ngứa rát, hừng hực thì mình dùng cái này vào đó cỡ vài ngày là mình cảm thấy là cái làn da của mình nó khỏe hơn. Rồi em nói tiếp đi, tại chúng ta gần hết giờ rồi nha, chị sẽ ngắt lời em. Sản phẩm kế tiếp mà em rất là ưng ý đó là cái Cool Whitening. Là cái này em dùng để thoa lên những cái vết, những cái đốm tàn nhang nám ở hai bên má và ở cái sống mũi của mình. Thì em chỉ mới xài cái này một tuần thôi nhưng mà em cảm thấy nó mờ đi hẳn. Chị thì không bao giờ chị thích em biết không, chị không có, khi nào chị cũng nói là be prepared. Tất nhiên là mình phải gọi là làm sao cho cái làn da của mình khỏe là trước hết, phải không? Mà em biết tại sao nó mờ đi không? Tại vì làn da của mình nó khỏe lại là bắt đầu nó sẽ xuất hiện, tức như ở trong nó khỏe là xuất hiện ở bên ngoài nó đẹp lại, phải không? Thành ra quý vị nên nhớ cái bí quyết đây không phải là chúng ta chữa bằng những cái phương pháp hay là những cái hóa chất thật mạnh ở bên ngoài da, mà bí quyết đây là mình làm sao cho bên trong da, trong cơ thể của mình, tại vì cái mặt của mình là thành phần của cơ thể, mình làm sao cho cái cơ thể của mình nó khỏe lại, cái làn da mặt của mình nó khỏe lại, nó bắt đầu hồi phục là bắt đầu quý vị thấy nó sẽ bớt những cái nám, nó bớt đi và bắt đầu những cái nét đẹp của mình nó theo sau. Chị cảm ơn Yến rất nhiều đã lên chương trình chia sẻ với chúng ta, và rất tiếc chúng ta đã hết giờ, nhưng mà cho phép chị là trong cái thời gian em dùng cái bộ này ha, cũng như những chị khác đã lên chương trình chia sẻ, khi chữa trị ở đây mà chưa hoàn tất, chắc chắn quý vị cũng muốn theo dõi em và cổ võ cho em. Thì nếu như vậy xin phép em cho chị chụp vài tấm hình during, tất nhiên chưa nói là after nhé. Bây giờ mình nói là during là trong lúc dưỡng da chữa trị với phương pháp Apogee, và post trên trang nhà của chúng tôi là 1888đẹpsang.com. Nếu quý vị không có thời giờ theo dõi chương trình, quý vị có thể lên trên trang nhà để theo dõi và xem hết tất cả những chương trình, những chương trình mới cũng như chương trình cũ của The Dr. Kimberly Show, và theo dõi em Yến này để coi cái progress của làn da của em như thế nào.
Dạ. Chị cảm ơn Yến rất nhiều. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Và Kimberly xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ ngày hôm nay để xem chương trình The Dr. Kimberly Show và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Ngày hôm nay trên bàn của Vivlan có hai sản phẩm thưa quý vị. Một bên là cấu tạo da. Nếu quý vị có một cái làn da bị khô một cách bất bình thường, quý vị bị rát, quý vị bị nóng hừng hực, thì đó là cái làn da của quý vị bị bệnh. Quý vị nên mua bộ cấu tạo da của công ty Apogee với cái giá 295 đồng. Ngày hôm nay quý vị sẽ được tặng 3 món quà. Đó là một cái peel off mask, một cây son gió, cũng như là cái concealer rất đẹp. Và sản phẩm mới của công ty Apogee, một cái line gọi là Forever Young của công ty Apogee, bộ tái tạo da. Nếu quý vị không có cái làn da bệnh nhưng mà quý vị muốn làn da của quý vị đẹp, được trắng, ăn phấn, thì thưa quý vị, bộ tái tạo da 195 đồng gồm có một chai nước toner, một chai nước rửa mặt, một cái hũ kem để giúp cho cái làn da của quý vị được trắng và một hũ kem giúp cho chống nhăn, chống lão hóa. 195 đồng mà thôi sẽ được tặng 3 món quà. Xin quý vị đừng chần chờ. 1888 đẹp sang, tức 1888 337 7264. Hãy đón xem The Dr. Kimberly Show vào lúc 12h45 trưa và 3 giờ chiều mỗi ngày. Bác sĩ Kimberly sẽ chia sẻ những kiến thức về da của người Việt và các bí quyết chữa nám và chữa mụn tận gốc. Mời quý vị đón xem.